Xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây là thời lượng của bản tin thời sự 11:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trước thực trạng tỷ lệ cử nhân đại học thất nghiệp vẫn ở mức cao, những năm gần đây, tư duy của các bậc phụ huynh và học sinh đã có cái nhìn đúng đắn và thẳng thắn hơn với việc học nghề. Thế nhưng ngay cả việc học nghề gì để ra trường có việc làm ngay thì cũng là một vấn đề mà người học cần quan tâm. Việc lựa chọn hướng đi đúng không chỉ có thu nhập ổn định cuộc sống mà còn giải quyết được bài toán việc làm, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp. Những năm gần đây, Hội thi tay nghề thành phố, quốc gia hay Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thành phố và quốc gia đều có sự tham gia của các nghề thuộc lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Đây là việc làm không mới và đã có từ lâu. Thế nhưng, những năm gần đây, chăm sóc sắc đẹp đã được công nhận là một nghề được đưa vào giảng dạy ở các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn cả nước. Đặc biệt hơn, ngay từ khi mới bắt đầu triển khai, nghề này đã thu hút đông đảo học sinh theo học. Nhu cầu làm đẹp của các chị em phụ nữ rất là cao ạ. Và em thấy mình cũng là một người phụ nữ là em yêu cái đẹp. Nên là em chọn nghề làm đẹp để có tạo thu nhập cho bản thân và cũng như là cho gia đình ạ. Trên thực tế, hiện nay, chăm sóc sắc đẹp là một trong số những ngành nghề nhu cầu thị trường lao động cần một nguồn lớn số lượng lao động. Không chỉ thị trường lao động trong nước mà ngay cả thị trường lao động ngoài nước cũng vô cùng rộng mở. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội việc làm cho học sinh sinh viên trong và sau khi học tập tại các cơ sở đào tạo nghề là rất lớn. Cái nguồn thu nhập của cái ngành nghề làm đẹp mang lại cho họ một cuộc sống rất là ổn định. Và đặc biệt đối với Việt Beauty thì chúng tôi luôn luôn có những cái mục tiêu và có những cái chiến lược, đặc biệt là có những cái định hướng, có tầm nhìn để giúp cho các bạn học viên có thêm được cái cơ hội để được học và làm việc tại Việt Nam cũng như được học và làm việc tại ở bên nước ngoài. Tất cả các thầy cô giáo ở đây rất là tuyệt vời, vô cùng nhiệt tình, rất tận tâm với học trò và luôn mang những cái giá trị rất là lớn cho tới các học viên. Phương pháp đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp hay đào tạo nghề theo nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động đang là một hướng đi đúng đắn của các cơ sở đào tạo nghề hiện nay. Hướng đi này vừa giúp sinh viên thực hành thực tiễn, vừa giải quyết việc làm một cách nhanh chóng. Phát huy hiệu quả của phương pháp đào tạo này, nhiều cơ sở đào tạo nghề hiện nay còn phát triển kết hợp với các doanh nghiệp ngoài nước tạo cơ hội việc làm cho lao động ở thị trường lao động quốc tế. Trong quá trình học tập ở phía bên Đức thì các bạn sẽ được tham gia vào trong các chuỗi spa của chúng tôi tại phía bên Đức. Và trong cái thời gian đó thì các bạn sẽ được chi trả lương học nghề là 1.000 euro một tháng trong cái phần thời gian học nghề đó. Học ngành nghề mình yêu thích và học ngành nghề theo đúng nhu cầu của thị trường lao động sẽ là hướng đi đúng đắn để các bạn trẻ có một cuộc sống ổn định, góp phần tăng tỷ lệ giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội.